Nhờ những dấu hiệu tăng trưởng lạc quan của nền kinh tế khu vực đồng tiền chung Euro, mới đây Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đưa ra kế hoạch sẽ không tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, song vì mức lạm phát đang dịu dần đi nên họ sẽ tiếp tục bổ sung các gói kích cầu cho nền kinh tế Liên minh châu Âu. -EU. Hiện tại nền kinh tế khu vực Liên minh châu Âu -EU đang ở trong đà tăng trưởng tốt nhất kể từ sau thời kỳ khủng hoảng tài chính, tuy nhiên Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng cảnh báo rằng dù tình trạng lạm phát đã có những dấu hiệu tích cực, song vẫn cần phải theo dõi thêm. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định giữ nguyên chính sách tài chính tiền tệ như hiện nay, bao gồm hai chương trình chính là mua trái phiếu trị giá khoảng 2,59 nghìn tỷ đô la Mỹ và giữ lãi suất ở mức dưới 0%. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng cho biết, với việc cải thiện từng bước như hiện nay trong báo cáo tăng trưởng kinh tế tới năm 2019 thì Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không còn phải đối mặt với những rủi ro nhiều nữa. Tuy nhiên, đối với báo cáo tỷ lệ lạm phát thì Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đã rút ngắn xuống còn 3 năm và sẽ có những chương trình kích cầu giúp nền kinh tế châu Âu. Đồng euro đã chạm đáy tuần qua, với tỷ giá hối đoái là 1 euro đổi 1,11 đô la Mỹ giảm 0,4% mỗi ngày, với quyết định không tiếp tục cắt giảm tỷ lệ lãi suất và giữ nguyên ở mức là âm 0,4%. Việc giao dịch mua lại tài sản hàng tháng sẽ đạt khoảng 60 tỷ euro và sẽ kéo dài đến tới hết tháng 12. Hiện tại, tỷ lệ làm phát khu vực euro đang ở mức 1,5%, giảm so với dự báo là 1,7%, theo dự báo tới năm 2019 thì tỷ lệ này sẽ dừng ở mức là 1,6%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đang giữ vững ở mức là 1,9%, cao hơn so với dự báo trước đó là 1,8%.